xem thành viên cuối cùng của đội ST sẽ là ai. Xin mời người chơi thứ tư. Luôn bên em là tôi, lâu nay không chút thay đổi. Thế nhưng bây giờ em muốn chia tay vì tôi vẫn còn trẻ con. Baby, come to me, stay here with me, come to me. Hụt hẫng gạt nước mắt những ngày buồn nhớ. Không muốn ai thay mình chăm sóc em những ngày. Nhưng trong anh bao tối, nghe câu em đừng đi nữa, nhưng tay môi mím chặt, chẳng thể một lần nói ra. Chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tốt hơn, chẳng làm lỗi đâu chỉ một giây mà xóa mờ. Mình không thể lâu dài chỉ vì tôi ngây ngô. Thời gian sẽ minh chứng tất cả và cùng bỏ mặt chúng ta, ngón tay ấy cũng xuôi vì chẳng cần tôi ở bên, đã từ chối cơ hội để đời tôi vững vàng. Ngồi khóc giữa cơn mưa, mới thấu đâu là chạm đây của nỗi đau. Ngày cuối ở bên, một tôi không thể nuôi căn đam đến tốt lên, rời xa vòng tay. Em cho tôi cảm giác nhung nhớ đến thế nào, từ biệt chưa nói câu chào, mà sao muốn bước đi vội. Mới lúc có nhau thôi, lại xóa hết những yêu thương rồi. Bàn tay tôi đắm chặt, ngỡ lên bầu trời nơi nước mắt cũng tuôn rơi. Vì là ánh sáng dẫn tôi tìm những giấc mơ. Giờ khi chúng bị ngủ, trong bóng tối nơi sợ ảm lưu. Lần nói ra chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tốt hơn, chẳng làm lỗi nào chỉ một giây mà xóa mờ. Mình không thể lâu dài chỉ vì tôi ngây ngô. Thời gian sẽ minh chứng tất cả và cùng có thể hoành đi bỏ mặt chúng ta. Ngón tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên, đã từ chối cơ hội để đời tôi vững vàng. Ngồi khóc giữa cơn mưa, mới thấu đâu là chẳng đây của nỗi đau. Ngồi khóc giữa cơn mưa, mới thấu đâu là chẳng đây của nỗi đau. Rồi, xin cảm ơn. Xin mời bạn giới thiệu ạ. Em là Đình Dương, hiện tại là diễn viên và ca sĩ. Và dòng nhạc sở trường mà em hay hát là nhạc trẻ, pop, R&B. Cảm ơn bạn. Bài hát cũng đi ngược phong cách luôn. Nãy giờ, sáng giờ em tưởng là hip hop, kiểu đen, nhảy rồi làm rất là kiểu vô. Ra mà ra vô, hay vô, các kiểu mà ra đứng chỗ hát. Còn bên đây là ra K-pop rồi hát nhạc dân ca. Nói chung là team tôi là cái team như vậy đó mọi người ơi. Vô, mời em. Và bây giờ chúng ta đến với vòng đầu tiên, là lúc hai đội sẽ nghĩ ra hai cái tên để đặt cho đội của mình. Xin mời hai đội trưởng. Tôi đặt trước ha. Đội tôi sẽ đặt một cái tên. Anh sẽ đặt cái tên phong cách đi. Phong cách hả? Hay là đội đuôi dừa đi. Thôi không sợ thua đi. Không sợ thua. Đội nghe cái tên là thấy phong cách rồi đúng không? Đúng. Không sợ thua. Không sợ thua là đội của tôi. Bây giờ đến ST. Đội của tôi tên là Chỉ sợ thắng. Wow. Okay.